Chúng ta chuẩn bị đến với set thi đấu thứ hai, trận bán kết thứ hai giải bóng chuyền polo vàng với thế kỷ năm 2024. Thành với Tài, người nuôi lại cho Tài, nuôi lại đi. Xin mời các vận động viên. Tài ơi, con ơi. Người nuôi vào ADO đây. Không, không phải vào đây. Ngồi xuống con nào. Set thi đấu thứ hai bắt đầu. Lỗi của mình nhé. Điểm trận thi đấu. Và chuyên kỹ nữa cho cún vào trong này tí nhá. Hái, chồng xem. Ngồi nuôi lại này, đây nó vừa mát mà nó vừa ấy. Hai đồng chí tiến động ơi, ngồi nuôi lại. Bóng lọt trắng, điểm tiếp tục dành cho tiến động. 2-0. Sơn này mày đưa ông bà cho ai đấy? Ờ, thế còn được, cháu phải đưa bà Lào không biết thì chết. Sơn Đông ghi điểm cho Minh Đức. Điểm cho Minh Đức 1-2. Ăn rồi. Lỗi trắng lớn của Minh Đức. Điểm cho tiền đồng 3-1. Tuyển Chí Minh ở trận chung kết. Bóng bật chắn của Minh Đức ra ngoài sân. Điểm trên tiền đạo 6-1. Đánh sang chân của Hữu Hiếu, điểm đầu cho Minh Đức 2-6. Ôi trời ơi bạn ơi, ngồi tiến lên một tí, ngồi lúc này cho nó đỡ nắng. Tiến động đánh bóng ngoài sân. Điểm cho Minh Đức 3-6. Bạn ơi nhỉ. Hay quá. Bóng rất tim của Trần Hoài Long. Trần Hoài Long. Điểm thứ 7 cho Tiến động. Quên ông mang cái quả. 7-3. Thế anh ghi điểm cho Minh Đức. Điểm 4-7. Càng chân. Lỗi tấn công của Nguyễn Đình Tân. Bắt Minh đi. Điểm
cho Minh Đức. Tiên Đồng xin lỗi. 57 và Tiên Đồng xin tạm dừng để hội ý. Hết thời gian hội ý, xin mời các vận động viên điểm số bây giờ là 7-5. Mình đi phát bóng, điểm 5-7. Quyền phát bóng. Chết rồi. Mình đứng tiếp tục giành điểm. Có lên. Điểm 6-7. Hồ nhanh chị ơi. 5 được rồi. Bóng chạy tốt ở vị trí của Minh Tiến. Điểm 7 đều. Xin cảm ơn những tràng pháo tay của quý vị. Có lên. Làm gì? Ôi dồi. Mình được đoán vươn lên. Có lên. 8 7 Tiến Đồng hô đây. Con đi ra đằng trước đây. Đi ra đằng trước đây. Ra đằng trước không? Đấy, bỏ bàn đấy, con đi ra đi. Cho cháu đi ra. Điểm số là 8 đều. Đây, con đi ra bên này. Ngoài sân và điểm dành cho Tiên Đức 9-8. Cái gì anh? Đúng rồi, phòng. Điểm thứ 10 cho Tiên Đức. 18 rồi. Căng vào. Mình đứng giành điểm 9-10. Thu ơi Thu, tí mình đánh là chỉ mấy quả đầu không được là em cho Thu ra cống nước. Con đứng chạm vào cô bác. Điểm thứ 11-9. Toàn ghi điểm cho Minh Đức. Điểm đổi cho Minh Đức 10-11. Tiên Đồng đánh thì đánh 2 xét thôi. Đánh 2 xét cho đỡ mệt tí, đánh lên chứ Minh cho hay. Điểm đổi cho Tiên Đồng 12 10. Và tay bên kia là Hữu Dương phát bóng cho Tiên Đồng. Và tổ chức tấn công tốt của Minh Đức. Minh Tiến ghi điểm cho Minh Đức 11-12. Cố lên nào. Cố lên. Cố lên.
Hồ đây. Thiết. Ghi điểm của Trọng Nghĩa. Tiến Đồng phát bóng 13-11. Quan cái cứt đá vào mặt cái quan gì? Chị em vợ chồng đi giành điểm. Và tấn công của Phương Đông. 12-14. Ăn rồi. Tiến Động dâng điểm 15-12 cho Tiến Động. 15-12. Phương Đông. Điểm cho Tiến Động 16-12. Ăn rồi. Bóng trắng tốt từ vị trí của Đặng Hoàng. Minh Đức giành điểm 13-16. Hai rồi.
chúng ta sẽ chờ tiếp tục trọng tài lấy tình huống bóng rồi. Và điểm dành cho Mỹ Đức, chúng ta sẽ định bóng trong sân. Điểm Mỹ Đức 16-20. Trọng tài vang rồi sao rồi. Anh ơi. Sao vậy? Quá lên nhanh. Anh xử lý không thành công của trọng tài. Điểm cho Kiên Đồng 21-16. Xuất sắc của Minh Tiến. Anh đây. Và ghi điểm tốt của Đồng Hữu Hiếu. Điểm cho Kim Động 22-17. Hết thời gian hội ý, xin mời các cầu thủ chúng ta tiếp tục thi đấu. Tiến đập phát bóng 23-17. Trọng tài và chắn bóng tốt từ vị trí của Lâm Chí Tài. Điểm thứ 24, xếp đấu thứ hai của Kim Đập, 7 điểm xung quanh. Này, Thảo ơi, Thảo này. Và xử lý tốt của Phương Đông. Quá đây à? Điểm Minh Đức 18-24. Và xin chúc mừng đội bóng tiếp theo bước vào trận chung kết của giải bóng chuyền Bông Lúa Vàng với tư kỳ năm 2024 là Tiên Đồng. Và chúng ta sẽ cùng chuẩn bị đến với trận chung kết, đó là trận tranh tài giữa đơn vị Chí Minh và đơn vị Tiên Đồng sau ít phút nữa. Xin mời đội trưởng của Tiên Đồng và đội trưởng của Minh Đức về bàn ban tổ chức để ký biên bản thi đấu. Xin mời đội trưởng của Minh Đức và Tiên Đồng ký biên bản thi đấu. Mỗi trận thắng là 2 triệu. Chúc Tiên Đồng sẽ bước vào chung kết từ tin chiến thắng.